Bí quyết để 2 ngày giảm 5kg nhờ các loại rau bán khắp chợ. Bạn sẽ bất ngờ với công dụng giảm béo thần kỳ của các loại thảo mộc này. Hãy cùng xem thứ gì có thể giúp bạn tiêu 5kg chỉ trong vòng 2 ngày nhé. Đồ ăn nhanh, nước ngọt có ga, cuộc sống hiện đại bận rộn, ngồi nhiều và ít vận động là nguyên nhân tích mỡ thừa khiến cho vòng 2 của bạn phát tướng. Bạn vất vả tập thể dục, ăn kiêng, dùng thuốc giảm cân hay các dụng cụ máy móc hỗ trợ đánh tan mỡ nhưng vẫn không có cách nào hiệu quả, khiến cho bạn khó có thể kiên nhẫn thêm với công cuộc giảm cân. Anh hùng giấu mặt giúp 2 ngày giảm 5kg là ai? Một bất ngờ vui Eva dành tặng chị em phụ nữ đó chính là thông tin về thần dược giảm 5kg chỉ trong 2 ngày rất dễ kiếm trong chính gian bếp của chị em. Thảo dược này không chỉ là một loại rau gia vị cho các món ăn mà nó còn trở thành một loại thực phẩm giảm cân vô cùng hiệu quả. Chúng tôi đang nhắc đến rau mùi tây. Một phụ nữ Mỹ có tên Janet đã kiểm chứng. Thật là khó tin. Ban đầu, trọng lượng của tôi là gần 76kg. Sau đó, tôi đã dùng công thức nấu ăn bằng mùi tây và chỉ 2 ngày sau, trọng lượng của tôi đã giảm xuống gần 5 cân. Nhờ ăn rau mùi tây, những thức ăn dư thừa đã được đào thải và tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Tôi mong sẽ giảm cân được nhiều hơn. Hơn thế, loại rau này còn giúp bạn lợi tiểu tự nhiên không cần thuốc và phòng tránh các bệnh nhiễm trùng thận cùng đường tiết liệu vô cùng tốt. Công thức giảm 5kg với rau mùi tây. Để giảm cân hiệu quả, bạn sẽ cần tới rất nhiều rễ và lá của rau mùi tây. Bước 1. Bạn băm nhỏ rau mùi tây và lấy khoảng 5 thìa cà phê rau đã băm nhuyễn, sau đó cho vào 1 lít nước. Bước 2. Bạn đun sôi hỗn hợp rau mùi tây vào nước trong khoảng 20 phút. Bước 3. Bạn đổ ra ly để nguội và uống. Lưu ý, khi uống mùi tây, bạn không được lạm dụng chất kích thích quá nhiều, đặc biệt là rượu. Cái gì nhiều quá cũng không tốt và phản tác dụng, nên bạn chỉ nên uống 1 lít nước rau mùi tây mỗi ngày. Và hãy đợi xem điều kỳ diệu dành cho bạn trên bàn cân sau 2 ngày. Không chỉ dành tặng hội chị em, khi biết được loại nước quý này, chị em cũng có thể giúp người thân như cô cậu nhóc tì ham đồ ăn nhanh hoặc ông chồng bụng bia để giảm nỗi lo về bệnh béo phì.